Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tình hình triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 20 Đại hội Đảng bộ tỉnh cùng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm nay. Giai đoạn 2021-2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Hà Nam đạt 10,06% một năm, mức tăng cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt bình quân gần 14.000 tỷ đồng một năm. Và năm 2022, Hà Nam đã tự cân đối được ngân sách. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 năm 2023 tăng 4,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch 4 tháng đạt trên 3 triệu lượt khách. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Hà Nam là mảnh đất khoa bảng, quê hương của nhiều anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hóa, có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, danh lam thắng cảnh và có các làn điệu dân ca độc đáo. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà địa phương đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Du lịch khởi sắc, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu, cải cách hành chính được đẩy mạnh với cách làm bài bản, có định hướng tư duy tầm nhìn xa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nam tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, ra lại các chỉ tiêu, mục tiêu cần điều chỉnh, bổ sung và đặc biệt phải có giải pháp quyết liệt để nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời đề nghị Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, có giải pháp giải quyết, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Lưu ý tỉnh cần có tư duy, tầm nhìn và khát vọng để đưa Hà Nam phát triển thành một tỉnh giàu mạnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh địa phương phải luôn đồng hành với người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi trên tinh thần chủ động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi, chấn hưng phát triển văn hóa theo tinh thần Hội nghị Toàn quốc về văn hóa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì vừa qua. Về hoạt động cơ quan dân cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục đổi mới theo tinh thần đồng hành, hỗ trợ cho chính quyền. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tháng 7 này, Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức hội nghị toàn quốc đầu tiên để triển khai việc thực hiện các luật và nghị quyết do Quốc hội ban hành từ đầu khóa cho đến nay. Và sau này, cứ sau mỗi kỳ họp, sẽ có một cuộc họp toàn quốc như vậy. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ, kết nối cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình với cao tốc song hành đường Vành Đai 5 vùng thủ đô. Dự khai trương khu phức hợp thể thao Tượng Lĩnh tại huyện Kim Bảng. Đây là những công trình trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Hà Nam và các vùng lân cận. Ngày 14 tháng 5, Tổ công tác số 5 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước dẫn đầu đã đi kiểm tra một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh gồm Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên để đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và các thành viên Tổ công tác số 5 đã đi kiểm tra dự án xây dựng đường Hương Lộ 2, đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đồng Nai làm chủ đầu tư tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa và dự án xây dựng kè sông Đồng Nai từ cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa đến giáp danh huyện Vĩnh Cửu do Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc trực tuyến với 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, đầu tư tư nhân và đầu tư công là hai động lực cốt tử cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung giải quyết các nút thắt thủ tục hành chính để đầu tư tư nhân phát triển và tăng cường đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển. Về giải ngân vốn đầu tư công, 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân 4 tháng qua là quá thấp. Do đó, các tỉnh cần nỗ lực quyết liệt thực hiện các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ việc giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Chính phủ về tình hình triển khai vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong xu thế chung của việc ứng dụng giao thông thông minh, nhiều doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất việc mở rộng dịch vụ trung gian thanh toán trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng như thu phí tại các cảng hàng không, thu phí cảng biển, thu phí bãi đỗ xe, thu phí điểm đỗ xe lòng đường, phí kiểm định. Việc mở rộng thêm các dịch vụ mới trên nền tảng của hệ thống thu phí không dừng sẽ mang lại nhiều lợi ích, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và hiệu quả đầu tư dự án thu phí điện tử không dừng. Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt cho hơn 200 thương nhân Trung Quốc đăng ký nhập cảnh Việt Nam để tham gia giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua, tiêu thụ vải thiều của địa phương này.
Dự kiến vào cuối tháng 5, các thương nhân Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập cảnh sang Bắc Giang để tham gia tiêu thụ vải thiều chín sớm. Sản lượng ước tính đạt 110.000 tấn. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm 2023, toàn tỉnh có 29.700 ha vải thiều, trong đó diện tích cho thu hoạch ước đạt sản lượng trên 180.000 tấn, thời gian thu hoạch dự kiến từ 20 tháng 5 đến 30 tháng 7.